Huawei thêm 6 tháng. Báo Thanh Niên đưa tin, sau khi chỉ hoãn lệnh cấm Huawei trong 3 tháng, một báo cáo mới cho biết chính phủ Mỹ đang có kế hoạch gia hạn thực hiện lệnh cấm này thêm 6 tháng nữa. Mặc dù phát ngôn viên Bộ Thương mại Mỹ từ chối bình luận về việc liệu có gia hạn hay không nhưng báo cáo từ Politico cho biết một số nhà cung cấp viễn thông nông thôn đang làm việc với Huawei và lệnh cấm được cho là sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến hoạt động của họ. Cũng theo báo cáo, giấy phép gia hạn tạm thời không bao gồm những công ty như Intel. Qualcomm và Micron vì mối quan hệ kinh doanh của họ được phân loại là một vấn đề an ninh quốc gia. Tuy nhiên, các công ty đến từ California đã lên tiếng lo ngại rằng lệnh cấm như vậy chỉ mang lại lợi thế cho các đối thủ đến từ Hàn Quốc và Đài Loan, gồm Samsung và MediaTek.